Tại cuộc gặp gỡ cung cấp thông tin cho các phóng viên phụ trách lĩnh vực giáo dục diễn ra tại Ninh Bình vừa qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để phòng chống gian lận điểm thi, năm 2019, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cho chấm kiểm tra lại những bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt điểm cao. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ, sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi, bao gồm cả dữ liệu quét ảnh, các dữ liệu trung gian và kết quả chấm thi cuối cùng. Cũng chỉ còn một tháng nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra. Với những động thái thay đổi, kiểm soát chặt chẽ quy trình tổ chức thi như vậy của ngành giáo dục đã nhận được sự đồng tình của nhiều học sinh, giáo viên và các chuyên gia giáo dục. Bộ Giáo dục và cơ quan điều tra cứ đúng luật mà làm, những thí sinh gian lận này buộc thôi học đã đành, mà điểm thi tốt nghiệp về không hết trường tốt nghiệp phổ thông, phải xử phạt làm sao bán điểm thì phụ huynh, học sinh cũng không dám mua nữa kìa, chứ xử phạt nhân văn quá khác nào dung túng cho hành vi sai trái tiêu cực tiếp diễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết những bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 đạt điểm cao sẽ được chấm kiểm tra để chống gian lận. Điều này khá hay, nhưng tôi nghĩ nếu nhiều bài kiểm tra cao, chẳng lẽ chấm hết hay là chấm bất kỳ. Trong khâu sắp xếp phòng thi, các thí sinh tự do, thí sinh là học viên trung tâm giáo dục thường xuyên phải thi chung với học sinh lớp 12 Trung học Phổ thông. Tôi ủng hộ điều này, tránh tình trạng ngồi riêng, gây nghi ngờ liệu có gian lận thi cử không. Rồi làm thế nào để chống quay cóp trong phòng thi nếu như giám thị và thí sinh thông đồng với nhau để gian lận? Phức tạp quá, bỏ kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 để các trường đại học chịu trách nhiệm kiểm tra đầu vào là tốt nhất, phù hợp với các nước phát triển. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về cho sở bạn nhé, còn giao tuyển sinh đại học về cho các trường thì nạn ôn thi tràn lan, các trường làng nhàng ra đề thật dễ, điểm đầu vào rất cao, giả tạo lắm bạn ạ, và vẫn chưa hẳn không xảy ra tiêu cực. Nên chăng Bộ Giáo dục vẫn ra đề thi đại học, điểm thi tổ chức tại các trường đại học, không tổ chức tại địa phương. Chống gian lận thì chống từ con người, vì mã hóa hay bất kỳ cái gì thì con người cũng là người làm ra nó. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia mới được tổ chức vài năm nên vẫn còn nhiều sơ hở, còn những bất hợp lý. Trong đó sơ hở lớn nhất chính là tính bảo mật còn thấp. Năm nay tăng tính bảo mật như vậy thì tôi thấy rất ổn.